Dạ con xin phép chào cô. Chào em trai, chào em gái. Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Tên Nguyễn Thị Nha. Cô là nhà ở đâu cô? Nhà ở ấp Minh Thượng A, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Dạ, là hôm nay cô về đây cùng với lại hai con đúng không ạ? Thằng con trai với đứa con dâu. Dạ, vậy là cô mới từ Kiên Giang, cô lên Bình Dương. Dạ đúng. Cô đi hồi nào cô? Đi hồi lúc 7 giờ tối. 7 giờ tối ngày hôm qua? 7 giờ tối. Mấy giờ mới tới Bình Dương? 4 giờ, đúng 4 giờ tới bến xe. 4 giờ à. Hôm nay thì cô cùng với con trai cũng như là con dâu lặn lội một quãng đường rất là xa xôi để lên Bình Dương, nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây cô? Giúp đỡ cứu bé con là Trần Nhân Ái. Tìm con. Tìm con. Con gái cô tên là Trần Văn Ái. Trần Nhân Ái. Trần Văn hả? Trần Nhân. À Trần Nhân. Trần Nhân Ái. Dạ. Con gái của cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Sinh năm 2010. Vậy là mới có 14 tuổi. Tới tháng 3, ngày 30 tháng 9 mới được 14 tuổi. Dạ. Sự việc này cô đã báo cơ quan chức năng công an chưa cô? Có báo cơ quan chức năng, người ta đang đi kiếm, đi điều tra rồi. Dạ. Con gái cô là cụ thể là bỏ đi ngày nào? Bỏ đi đêm thứ bảy sáng chủ nhật. Là vào ngày nào cô? Cái ngày ngày 10-12 tây, ấy là 12 âm lịch mình. Là ngày 20. Ngày 20. Vậy là 4 ngày rồi. Đúng rồi, 4 ngày. Khi đi thì con gái cô là đi tại địa phương luôn hay sao? Đi tại địa phương, có cái người ở gần đó chở nó đi. Là nói là nó lội ra, nó cầm cái điện thoại với cái sách, cái giỏ sách đồ. Dạ. Là con nhỏ này mượn cái thằng kia là đưa đi ra bến xe Cà Mau. Ra bến xe Cà Mau. Cô cho con hỏi là cái ngày đi đó con gái có đem theo thứ gì đi không ạ? Không, ở nhà thì không có thứ gì hết trơn, nó chỉ có mất mấy bộ đồ thôi. Có đem quần áo? Có đem mấy bộ đồ thôi chứ không có gì hết. Có đem điện thoại đi với không? Cái điện thoại. Có đem điện thoại? Có đem điện thoại. Con gái nhà mình cũng ngoan không cô? Nó thì nói chung là nhỏ này nó cũng cứng đầu. Cứng hả? Cô được mấy người con? Được 4 người con. Bé này là con thứ mấy? Con út. Con út. Bé con đi học không cô? Nó nghỉ học lâu rồi. Học hết lớp mấy hả cô? Nó học mới hết lớp 5 thi, lớp 6 nó nghỉ. Lý do gì bé nghỉ sớm hả cô? Lúc dịch bệnh đó. Rồi dịch... ở nhà không có điều kiện. Dạ, là bé nghỉ học. Bé nghỉ học. Bé nhà mình trong cái quá trình mà nghỉ học, bé ở nhà bé có đi làm hoặc là như thế nào không? Cũng lặt vặt không, ở nhà nó cơm nước rồi với nó ra nó làm tóc với chị dâu nó. Rồi giờ mấy tháng nay không tết giờ không có làm, rồi về nhà. Về nhà nó cơm cho mẹ ăn, mẹ đi làm. Gọi là ở nhà phụ mẹ, đúng không ạ? Phụ mẹ. Nội trợ đi. Dạ. Bé nhà mình có thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh không cô? Thì nó chơi điện thoại tối ngày. Có hay lên các trang mạng xã hội không ạ? Bởi vì cái đó tôi cũng không gần nữa. Thấy về thì nó ôm điện thoại nó chơi, về ôm điện thoại chơi, còn mấy anh nó ở xa cũng không có quan tâm gì tới nhiều. Tại vì nó ở xa không có ở cô cả. Có thấy con của mình chơi game gì không? Có, cái đó gì nghe bắn tẹt tẹt đó mà không biết cái gì. Có thấy nói chuyện với ai không cô? Có luôn, có mình ơn mà nó cũng nói chuyện luôn. Nói chuyện là kiểu hình thức nói chuyện như thế nào? Nói cái gì mà cũng như là hai người mình nói chuyện với nhau vậy, gì nói tùm lum hết trơn á. Có bao giờ mà nói chuyện đến tình cảm yêu đương gì không ạ? Cái đó thì chưa có nghe. Chưa nghe đúng không ạ? Nhưng mà chỉ biết rằng là con gái nhà mình sử dụng điện thoại rất nhiều. Có, cái đó là có. Một ngày mấy tiếng cô? Trời, cô ước chừng mấy tiếng. Tại vì tôi đi mà 4 giờ sáng đi. Dạ. Là tới 7 giờ tối mới về. Giấc trưa thì 11 giờ mới về ăn cơm rồi ngủ. Thấy dạ. Nó cũng ôm điện thoại. Vậy là cứ ôm miết vậy. Nói chung là đi về thì nó cũng làm nấu cơm nước giặt đồ đạc. Nhưng mà sao cô không có cái biện pháp nào cho con mình sử dụng điện thoại theo nguyên tắc hả? Ví dụ chẳng hạn như ngày 1 tiếng hoặc là ngày 30 phút hoặc ngày... Là nó không có nghe. Không chịu nghe. Trời đất ơi. Vậy là bây giờ là con bỏ đi. Lấy cả quần áo đi. Cô đang nghi ngờ lần này con đi vì lý do gì? Tại vì hôm cái bữa là sáng thứ bảy là có người thấy nó nói chuyện với con thanh niên mà bịt mặt người, cho nên là gì của nó không có biết. Dạ. Là mấy mét tôi về tôi mới la hỏi con nói chuyện với ai. Cái nó không nói, nó không có nói chuyện với ai hết trơn á. Dạ. Đợt đầu cái tôi mới nói con không nói chuyện hỏi, nhưng mà không khai thiệt là mẹ quýnh đó. Đợt đầu cái nói hoài nó không chịu nghe, tôi mới quýnh nó hết đâu 3-4 cây chút gì đó đó. Cái tôi mới nói mẹ sanh mày ra đó cực khổ mà mày hao hơi tổn tướng quá à. Ba thằng này tao không có la tiếng nào hết trơn. Cái nó mới trả lời, nó nói mẹ thiên vị mấy anh không mà cái gì mẹ cũng mấy thằng trai không, còn con mẹ không coi ra gì. Thôi từ đáp tới mẹ tưởng tượng như con chết đi. Trời đất ơi. Nó trả lời với tôi vậy. Nhỏ đó. Xíu mà trả lời kìa. Đó. Rồi đầu thấy vậy thôi thì quýnh nhắc chưa, rồi cái về ăn cơm đồ tôi cái 2 giờ tôi cũng đi làm. Đi làm rồi thì ở bắt đầu tới 5 giờ chiều lội đi về ăn cơm thì nó cũng nấu cơm mẹ con rồi tới 7 giờ tối cái đêm đó là cũng ăn cơm chung. Đó.
Rồi cái bữa đó làm sao mà thường thường thì ngủ cái phá cửa, mà bữa đó là không có phá cửa nẻo gì hết. Nó gọi là không biết nó đi chắc nào, tại vì đi về mần mệt quá rồi. Thì hồi lúc trong vòng 8 giờ tối là nó còn ở nhà. Vậy là con quấn hôm trước rồi hôm sau con đi. Thì quýnh ngay chân chỗ ngày đêm thứ cái ngày thứ bảy là tối là thứ bảy nó đi đó. Vậy là quấn ban sáng đúng không ạ? Ừ, tối là trưa đi. Chắc có 10 giờ. Dạ. Rồi cái nó mà đi về là ăn cơm là khoảng 8 giờ, 8 giờ của tôi mới ngủ, tại vì mần mệt quá trời thì ngủ, ngủ tới 4 giờ sáng thì đi nữa rồi. Cái tới giấc 8 giờ. Cái đi ra ngoài cái bữa đó té chết giấc rồi, cái đi ra khỏi kêu cô nó lấy chế điện cho em, điện con ái thì kêu nó đừng đem cơm, bữa nay em thấy anh mệt quá không có đem cơm, cha nó mặn chút về à, thì điện nó chặn cuộc gọi điện không được Khi đi đó. Thì con gái có viết thư viết từ gì Không để có cái lại? gì hết, về coi thì không có gì hết. Cái mấy quá trời giận, cái về mới kêu vợ này này kêu chị dâu nó, con điện cho mẹ cái điện em coi sao điện không được, cái nhỏ này điện cũng chặn cuộc gọi. Cái tôi mới nói trời ơi tức quá trời, mẹ tức quá trời quá đất rồi, về mẹ quýnh nhỏ này chập nữa quá. Cái nhỏ này thôi mẹ ơi em nó lì thì thôi quýnh từ từ thôi đó. Rồi đi về cái đầu cái nó ngay đi về thì cũng mình đâu nghĩ là con mình đi đâu, đi về thì thường thường nó ngủ 8 9 giờ nó mới thức. Cái đi về thấy nó cái mụn của tôi ở ăn trước đó, tại vì 4 giờ đi mới dắt mụn, bây giờ thấy mụn còn nguyên, cái cũng nguyên như trong bụng. Có khi nào mà nó nói vậy mà mình quýnh nó vậy nó diễn đi luôn không ta. Cái đi vô dở cái mụn nó thấy mất tiêu rồi, tính đâu đi cầu thì ra dòm cũng không có. Cái tôi mới kêu ái ơi ái à con đâu rồi, cũng không thấy, đi kiếm tùm lum hết trơn. Rồi cái mới lội ra đây, lội ra đi ra chỗ mần nói với cha nó, nói ông ơi ngái đi gì mất tiêu rồi, ông đi đi đâu nó ai có biết đâu, mà từ hồi 8 giờ tối tới sáng mà không biết đi giấc nào thì mình cũng không biết luôn. Dạ. Đó. Rồi hỏi thăm vòng vòng mấy đứa nó thì là phát hiện được cái thằng ở trên Đậu Kinh đó là đưa nó đi ra bến xe Cà Mau. Ôi trời đất ơi, thằng đó là tên là gì? Cái thằng đó không biết tên gì mà thường thường ta kêu nó bằng thằng cu. Nhưng mà mình có tới nhà nó chưa? Chưa có tới nhà, rồi cái bắt đầu thấy tính đâu nó đi dòng họ bà con chơi không, mà để cho một ngày, cái ngày hôm chủ nhật đó, cái tới chiều khoảng 3 giờ chiều rồi thế mà đợi không thấy gì trơn á. Thấy thấy nó vậy rồi mà điện không được, có mấy đi trình công an rồi mấy cũng mà kể sự vụ gì đó, khoảng 20 ngày nay nó mới nói mẹ ơi mà con thí dụ như nữa con chừng nào con tới tuổi đó rồi con có quen cái người này đó mà mẹ có cho không. Cái tôi nói thôi để nữa chừng nào tới tuổi rồi về hả tính, chứ giờ con còn nhỏ quá mẹ không có trả lời được. Dạ. Cái nó nói thôi tại vì con hỏi mẹ gì chứ thôi đó. Cái tôi mới hỏi chứ thằng đó ở đâu, cái nó mới nói là nó ở Tân Bằng đó, nó ở Tân Bằng. Cái tôi hỏi con ai, cái mới nói con không biết, con ông Tính ông Toàn ông Tiễn gì đó thì con cũng không biết. Cái tôi trả lời tôi nói nếu mà ngoài Tân Bằng thì mẹ biết, tại vì xứ ngoại nên mẹ biết. Nói vậy thôi, cái hồi tôi mới nói con quen đó mà có con có cái hình của nó đây không cho mẹ coi, chứ mẹ biết mặt không. Cái nó mới nói có, thì có thì coi thì tôi thấy là đổ về đổ dạng. Dạ. Đó cái tôi mới suy nghĩ, tôi nói trời đổ dạng thì ngoài ngoại mày chỉ có cháu ngoại Hoa Tiễn, ông cháu nội Hoa Tiễn thôi chứ không ai chứ, thì đó là nhiều đó. Thì đi xuống dưới trình công an trong bên bên cơ quan thì cũng nói y chang vậy đó. Dạ. Đó rồi đầu cái là cái thằng đó mới nói là con không có biết, rồi thằng cu thì dắt đưa, mà đưa đi ra bến xe Cà Mau đi đó, thì sự vụ vậy đó. Tức là bản thân cô cũng đã tới cái nhà cái mấy cái bạn nhỏ nhỏ đó chưa? Thì đó tới cái mấy cái bạn mấy cái đứa nhỏ nhỏ rồi đó. Là mấy bạn nó chia sẻ sao cô? Thì nó nói vậy đó, nó nói là thằng cu á đưa đi mà nó đưa đi ra tới bến xe Cà Mau rồi. Rồi bên cơ quan người ta mới mời thằng đó, là nó nói con không biết, nó không biết. Là đã mời rồi đúng không? Mời rồi. Mời rồi là nó không biết. Đó rồi mới mời thêm cái thằng nói đổ dạng đó, dạ. Nó ở nhà. Tại vì mình cũng không biết mình khai làm sao thì vậy, cái công an mời cái nó xuống nhà bữa đó nó chửi hay nó làm gì đó. Nó hỏi không à. Nó xuống nhà nó hỏi làm sao đó. Tại vì bữa đó tôi xuống ở dưới cơ quan không có nhà. Ừ, là cái bạn trai đó xuống hỏi. Mẹ 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 của thằng đó với thằng đó luôn. Tại vì nó không có nhưng mà mình nghi nó. À nhưng mà hôm đấy là anh có ở nhà không? Có. Xuống hỏi là hỏi vấn đề gì? Hỏi làm sao mà cái chuyện chưa rõ ràng gì mà đi xuống nhà với nó hỏi âm thầm vậy đó, nó mất mặt. Rồi mình có hỏi rằng là cái bạn đấy có quen em gái nhà mình không? Mình có hỏi không? Có hỏi, nó cũng có, nhưng mà nó quen nó lâu rồi, tới giờ nó nghĩ quen lâu lắm rồi. À là chia tay rồi hả? Dạ. Trời đất ơi, bây lớn mà giữ hả? Ở nhà mình không biết, mình mới hỏi nó. Hỏi. Tại vì hỏi mấy đứa trong xóm mới chỉ ra nó. Vậy là trước kia là con gái chia sẻ với cô lâu chưa? Đó, khoảng 20 ngày. 20 ngày là chia sẻ, là quen bạn trai. Trời ơi, cô nghe như vậy thì cô có như tưởng tượng như là cú sét đấm găng tai không? Trời ơi, nghe cái muốn chết nữa đó, trời con mình nó ơi. Sao mà kỳ cục vậy? Mới xíu, nhỏ xíu, mới 13, 14 tuổi. Dạ, nó mới nói cậy con hỏi gì, người ta hỏi quen con mà con chưa có quen gì đó. Trời ơi, ăn chưa no, lo chưa tới.
chưa biết cái gì hết trơn. Khổ thật sự. Hiểu sao mới mười mấy tuổi mà suy nghĩ tới mấy chuyện. À, rồi là thêm ngày hôm qua Thấm bắt được cái thông tin là cái con nhỏ ở gần đó là nó nói đi lẫn thì đặng hỏi thăm. Hỏi thăm là nó mới nói là thằng cu nó đưa con Ái đi rồi. Đi mà nó nói thằng Dạng gì đó là chơi banh chành hết trơn rồi. Ừ, nó trả lời như vậy luôn. Ai? Cái này nó còn ghi âm nữa nè. Ai trả lời? Cái con Kiều với cái con bạn với mấy đứa này đó. Thôi mấy cái thông tin nhạy cảm này mình không cung cấp lên đây nhá. Tí nữa chia sẻ với anh em. Bởi vì nó nhiều vấn đề ảnh hưởng lắm nhá. Thì tại vì đây tôi biết sao nó vậy rồi. Dạ dạ dạ. Con hiểu nhưng mà thôi, nó ảnh hưởng đến con nhà mình nhá. Mình không có nói mấy vấn đề nhạy cảm nhá. Hạn chế nhá. Cô hiểu ý con không? Biết rồi, hiểu rồi. Rất khổ. Tại như mình không biết mình lên đây có sao mình nói vậy đó. Dạ. Để thôi, giờ bên kia cái nói tại sao mà con nó không có mà đi trình báo cơ quan này kia làm khó làm dễ rồi mất công. Này là bây giờ là con đi là không có liên lạc được luôn. Không, điện nó không bắt máy. Không nghe, chặn hết số người nhà. Và trước đó là chỉ có giận mẹ đúng không? Buổi dạ. Sáng thì mẹ đánh thôi đúng không? Buổi trưa. Buổi trưa là mẹ đánh rồi, tối là đi luôn. Mà già đánh rồi thì cũng chiều mẹ con cùng đồ này kia cũng đem đồ về chính ăn, cũng nói chuyện đồ bình thường thôi, mình đâu có ngờ đâu. Mấy anh chị em có la dày gì bé không ạ? Không, mấy đứa này trời nó cưng dữ dằn. Ở nhà, hồi trước là ở học nghề của vợ, thì làm biếng la nó. La là lâu rồi, cả năm rồi. Nhà mình thường thường là ở chung hết hay như thế nào? Ở riêng, tôi thì ở thuốc ở trên đầu hậu, còn mấy đứa này nó ở ngoài lộ. À, tức là mấy anh chị đều có gia đình riêng và ở riêng. Còn bé là ở nhà với lại cô với chú. Đúng rồi. Là có ba người. Ba người mà cha mẹ thì mừng thì tối nhà nó chưa, tôi về nhà được mấy tiếng đồng hồ buổi trưa. Buổi trưa với buổi tối là từ tầm cỡ 8-9 giờ là tới 4 giờ sáng. Cái thời gian gần đây cô có thấy con mình có điều gì đó bất thường không? Không, nó cũng bình thường đó. Thì nói chung về nhà cơm nước xong rồi giặt quần áo rồi nó cũng đi chơi tối. Nhưng nó có sửa soạn gì không cô? Không, nó cũng bình thường như vậy nè. Có son phấn không? Thì đó nó bình thường, nó nói như trang như vậy đó. Tức là ở ngoài đời thực tế là y chang như trong hình. Vậy là rất là trắng mà, rất là xinh mà, dễ thương mà. Nó vậy đó. Bé cao mét mấy ạ? Cao mét 5 mấy, dáng như em vậy đó. Như vậy là to nhá. Nếu 13 tuổi mà như em là to là lớn đấy. Nhìn tuổi, nhìn nó không biết nó 13 tuổi đâu. Nó 2 mấy không? Đúng rồi, nếu mà người mà như em là phát triển mạnh đấy. Tới giờ phút này đùng cái làm cho cha mẹ anh chị em bỏ hết công ăn việc làm, khổ sở đi tìm. Mấy ngày nay là tôi bệnh mấy đứa này mất đi chứ không thôi hôm hôm tính đi mình lên nè. Rồi giờ mấy đứa này đâu có buông ra được đó. Đúng vậy là không có đi. Vậy là 4 ngày trời là gia đình nhà mình đi tìm kiếm khắp nơi hả cô? Đi tìm kiếm điện thoại tùm lum hết trơn luôn rồi đi quá trời đi luôn, đi kiếm tiền hết biết đường nào đi đâu. Cái ngày hôm qua thấy lội lang thang thang hai chồng giống hệt khùng cái nhỏ kia cặp bên. Cái nó nói cháu nó rồi mấy tháng nay là đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương nó cứu. Cái hỏi cứu lần sau nó mới cho số điện nè. Nó nói con cho số điện thím nè, thím điện đi chăng đi cái máy điện liền. Đi ra nói với cô nó điện cái bả mới nói trời ơi trời đi đi. Bây giờ điện đi điện nếu ổng bắt máy đi liền không có tiền đi kiếm đi quơ ở đâu ngoài cũng phải đi hết trơn á. Tiền là tiền gì ạ? Tiền năng mình bao xe nè. À tiền xe đúng không ạ? Tại vì mình nhà mình cũng đang khổ rồi gói ben rồi bả đi chạy tiền năng mình bao xe đi. Rồi bác kêu đi là đi luôn. Mình bao xe từ dưới Kiên Giang về Bình Dương nhiều tiền không cô? 3,5 triệu. Là cả đi cả về ha? Chưa tính tiền ăn đúng không ạ? Chưa. Vậy là hôm nay mình về đây 4 người. Thôi cái chuyện nó đã lỡ rồi con mà. Con cái bây giờ biết sao đây? Nó còn nhỏ quá, nó chưa hiểu. Thì bây giờ thì mình phải cố gắng mà đi tìm kiếm nó về. Cũng như là khuyên nó, chỉ dạy cho nó thôi. Chứ giờ mà cứ để cho mặc nó đi bên ngoài đây rồi nó gặp những cái điều không hay rồi làm thì sao? Thì sợ gì đấy. Khổ lắm. Từ đầu năm 2024 cho tới nay, rất nhiều tình trạng các bé gái tuổi đời còn rất nhỏ bỏ nhà đi. Đặc biệt là nguyên nhân lý do là quen trên mạng xã hội. Cô ạ, nên mà con hy vọng rằng khi mà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, cũng như tất cả bà con cô bác trên cộng đồng mạng đã tìm được con mình về, mình phải có cái hướng, có cái cách mình giáo dục con. Đặc biệt cho chơi điện thoại phải chuẩn mực. Chứ không thể buông lỏng, buông lả cho con muốn chơi, muốn quen ai thì quen. Bởi vì bé còn rất nhỏ. Bé đã hiểu được đâu. Bé đâu có biết người này như thế nào, người kia như thế nào đâu. Đâu biết được vấn đề bên ngoài đâu. Khi nào bé đủ 18 đi, thì bé muốn quen ai hoặc bé muốn chơi cái gì, quyền của bé. Đủ tuổi công dân rồi, trưởng thành rồi. Sướng thì bé hưởng, khổ bé tự chịu. Còn bây giờ bé còn rất nhỏ nên mình không được buông lơi, buông lỏng được. Buông lơi, buông lỏng và chiều con là hư, là nó sẽ hư. Con nói nghiêm túc đấy. Nó sẽ hư, chắc chắn.
không riêng gì con nhà cô đâu. Cái này cũng là một cái thông điệp truyền tải tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ khi có con em của chúng ta. Chúng ta thương con thì hãy quan tâm con thật nhiều và chỉ cho con, dạy con để sau này con tránh các trường hợp mà bị những đối tượng xấu rủ rê đi. Lúc đó không may bây giờ con đi ra ngoài gặp những người xấu, biết người ta gây hậu quả gì cho con đây, đúng không? Điều đó là rất là buồn. Nhiều người mẹ khi mà tìm được con là về chỉ biết ôm con khóc thôi. Nhiều đứa con về không sao, có những đứa con về thật sự đau lòng lắm cô ạ. Bởi vì bản thân con đã chứng kiến rất nhiều rồi. Cái cảnh mà mẹ đi tìm con khóc là hầu như là ngày nào con cũng gặp đó. Gặp như cơm bữa luôn. Rất đau lòng. Cô hãy nói một điều gì đó tình cảm nhất với con gái của cô. Hy vọng con gái của cô hiểu và sớm quay trở về. Tôi giờ hy vọng con tôi giờ đó là đi về đó là cũng dạy dỗ đàng hoàng, không la nó nữa, chỉ già viên bảo nó thôi. Cô nói chuyện với con cô đi. Cái hôm trước đó là đòn roi đó là vì mẹ thương con thôi. Đúng. Chứ không phải mẹ gắt bỏ gì con. Rồi tôi đánh nó, con nói tôi nói mẹ đánh con mẹ đau lòng lắm. Mẹ đánh con một cây chứ mẹ đau 10, con đau một mẹ đau 10. Nhưng mà tại sao con không hiểu gì, con không thương mẹ, mẹ mà mẹ đâu có nói cực khổ gì đâu, con chỉ ở nhà là mẹ kêu con nấu cơm giặt quần áo thôi. Ngoài ra mẹ không có kêu con bằng cái gì hết. Đó. Tôi từ đánh rồi tôi cũng có dạy con, nói nó dạ con hứa rồi, con hứa với mẹ từ đẹp tới con ngoan, mẹ nói gì con nghe đó. Chứ con không có cãi lời mẹ. Mà không ngờ nó nói là nó hứa hẹn vậy rồi mà tim đó nó đi thì cô gọi tên con cô ra cô tâm sự đi. Ấy à, con nghe được lời mẹ nói nè, con phải đi về. Bây giờ mẹ đang bệnh á, chắc nay mai gì mẹ cũng phải đi cái bệnh viện rồi đó. Bây giờ mẹ đi đâu bây giờ phải có người kè mẹ đó. Con có thấy không, con biết chưa? Đi đâu phải điện nói cho mẹ một tiếng. Đã mẹ hứa là từ đây trở về sau là mẹ hứa với con, mẹ không còn đánh đập con nữa mà. Sao con nghe lời ai con đi vậy? Con có quen ai, có yêu ai, về nói với mẹ cho quen trên mức độ là tình bạn, khi nào đủ 18 tuổi đúng, mẹ sẽ gả. Còn bây giờ con còn nhỏ lắm. Con bữa tôi đánh tôi cũng nói y chang như tôi nói. Dạ. Là con có quen ai là con đủ 18 tuổi đi, mẹ không có cấm cản. Cái duyên nợ của con giàu thì con ăn, con nghèo con chịu, con sướng vui gì thì con khổ con chịu ơn con. Mà nó con hứa nữa, nó nói con hứa với mẹ rồi, mẹ dạy sao con nghe vậy, giờ con không có quen. Nó cũng trả lời vậy đó, mà bây giờ nó đi. Bây giờ con nghe mẹ nói tới con đi về đi. Bây giờ là mẹ không còn la gầy gì con, mẹ dạy dỗ con thôi. Và bốn người con mẹ đều thương như nhau, mẹ không có thiên vị thương các anh con trai để mà ghét bỏ con. Tôi cũng nói rồi, nói con à, mẹ thương đều hết trơn á, không có nói mà thương con trai con gái gì hết trơn á. Đứa nào mẹ cũng thương như nhau hết trơn á, chứ mà không có thiên gì đứa nào hết trơn. Con nhỏ con không hiểu, không nói mẹ thương anh nhiều hơn thương con, không có đâu. Cô để cái hình thấp xuống giúp con một xíu. Rồi anh trai hãy nói một điều gì đó với em út đi. Thấy mày mà có thương mẹ thì mày về sớm đi, để có bệnh về hoài, không kể tăng huyết áp hoài, tăng rồi tụt. Rồi bữa nó đi nè, tôi té tôi chết queo luôn nè, té bể cái đầu gối nè. Trời đất ơi. Té bể đầu gối. Anh là anh thứ mấy đây? Em là anh thứ hai của nó. Tức là anh thứ hai của anh lớn đúng không? Dạ đúng rồi. Anh lớn, anh hai có thương em út không? Thương nó dữ lắm, mà do nó lớn rồi nó cứng đầu, mình nói không nghe, mình bực, mình mới la, mình chửi nó. Chửi là chửi để thương đúng không? Dạ. Nhưng mà như thế này, bây giờ dù gì bé cũng là bé gái đúng không ạ? Nhà bốn người, bốn anh em, nhưng mà có bé là bé gái nên mà mình dạ. Phải cưng bé gái đi ha, được không? Chứ anh nghĩ đi, có ơn nó gái giờ thương nó dữ lắm luôn, mà nó giống như mình la nó nghĩ mình ghét nó thôi, không hiểu được. Cái này nó chiều, con nhỏ này dữ lắm, chiều luôn. Bây giờ này, bản thân em là một người anh lớn. Em hãy nói một điều gì đó tình cảm nhất, hy vọng em gái của em sẽ nghe và sớm quay trở về. Nói chung nhà không có ai ghét bỏ mẹ hết trơn á. Mày thương mẹ, thương gia đình á, thì mày về sớm chút xíu. Liên hệ tới gia đình, cái ai điện mày cũng chặn hết trơn. Phải chi biết mẹ ở chỗ nào, gia đình cũng không lo giữ gì đâu. Bản thân em đang sợ nhất là em gái út của mình những ngày qua bên ngoài sẽ gặp điều gì đây? Sợ nó bị bán. Tại vì em cũng coi đội hiệp sĩ bắt hoài mấy cái chuột, mấy cái vụ mà bán qua biên giới hoài. Sợ thứ nhất là bị lừa bán qua Campuchia. Dạ đúng. Cái thứ hai là sợ rằng chính vì cái ngoại hình cũng như là đặc biệt là em của em là em gái nên rất sợ những cái đối tượng xấu có thể là ép buộc, khống chế, bắt ép làm những công việc nhạy cảm, vi phạm pháp luật. Em biết những công việc nhạy cảm không? Dạ, cũng biết anh.
Mình cũng sợ, nhưng mà em sợ nhất là chuyện bán vào trong kia. Sợ bán nhất là bên đó thôi. Rồi chào em gái. Dạ. Em có thể giới thiệu em tên gì? Em tên Nguyên, là chị dâu của Ngán. Chị thứ mấy đây? Chị thứ ba. Chị thứ ba ha. Em thường thường em với bé Út có hay tâm sự không? Dạ không, cũng ít lắm. Tại vì mỗi đứa cái nhà nên lâu lâu lúc mới ra chơi thôi. Em hãy nói một điều gì đó với em của em đi. Em chồng của em đi, hy vọng em chồng của em sớm quay trở về. Chị ba thì chị ba sẽ... Thứ nhất là chị ba sẽ không có la em. Nhưng mà chị ba sẽ rất là giận em nếu như em không về và làm cho mẹ lo lắng như thế. Nên nếu như em suy nghĩ là chín chắn lên, mình còn gia đình, còn cha, còn mẹ, còn anh, còn chị, cô bác sớm giềng của mình nữa thì mình quay về. Thật sự mà nói tới giờ phút này, từ khi bé đi thì gia đình thật sự là không còn tiếng cười nữa, đúng không ạ? Rất buồn, đặc biệt là nhất là ba và mẹ. Cha mẹ thì luôn luôn thương con và thương vô bờ bến. Nhưng mà rất tiếc rằng bé tuổi đời còn rất nhỏ nên bé chưa hiểu được lòng của cha mẹ. Cứ tưởng rằng là cha mẹ là thiên vị thương người anh, thương anh này anh kia rồi không thương bé. Đó là những suy nghĩ gọi là bé chưa thấu hiểu được á. Đó là cái điều mà đáng buồn. Và cái điều buồn hơn là bé quen trên mạng để rồi bỏ nhà đi vì một cái phút gọi là có thể là những cái cám dỗ, bởi vì bé còn rất nhỏ mà. Nên hy vọng rằng là bé gái con đang ở đâu sớm quay trở về để đoàn tụ với lại gia đình. Bởi vì bản thân con là con gái, con chưa từng va chạm bên ngoài và con chưa từng biết rằng là bên ngoài rất nhiều cạm bẫy, đặc biệt là bản thân con ngoại hình lớn và rất là xinh xắn nên đó là miếng mồi ngon của những đối tượng xấu có thể bắt ép con để làm việc để cho họ kiếm tiền. Nên mà con gái đang ở đâu đó vì giận mẹ, có thể những cái đòn roi của mẹ mà khiến bản thân con giận rồi để con bỏ nhà đi, thì chú khuyên thật lòng là con hãy sớm quay trở về. Còn nếu tới giờ phút này mà con đi theo ai đó mà những đối tượng đó không cho con về, thì con hãy thật bình tĩnh, con gọi về số của các chú các bác. Thứ nhất là bên đường dây nóng của các chú các bác công an trước là 113. Sau đó thì con gọi về số của các chú đội hiệp sĩ ở Thanh Hải 0913785858. Các chú ngay lập tức có mặt, chỉ cần con gọi con báo con đang ở chỗ đâu đó, con gửi cái vị trí, các chú ngay lập tức có mặt để đưa con về một cách an toàn nhất. Còn những đối tượng nào, đối tượng nào, cô chú nào, anh chị nào mà hiện tại đang giữ bé hoặc chữa chấp bé thì hãy nhanh chóng thả bé về nếu không muốn dính líu tới pháp luật. Còn nếu cố tình ngoan cố mà không thả bé, đặc biệt là gây ra một hậu quả với bé hoặc là ép buộc bé làm những công việc để mà trục lợi ích cá nhân, thì chắc chắn cái khung hình phạt sẽ rất là lớn. Gia đình nhà mình cho cơ hội mấy ngày đây, nếu những đối tượng đó mà đang giữ con nhà mình, cho cơ hội mấy ngày? Cho cơ hội 2 ngày, tại con cứ đi bữa nay 4 ngày rồi. Vậy là chỉ ngày hôm nay và ngày mai. Đúng rồi, ngày hôm nay và ngày mai mà không thả bé về hoặc không đưa bé về, khi anh em tìm được là gia đình nhà mình phải bàn giao ngay lập tức cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết nhá. Dạ, không tha nhá. Dạ. Còn nếu mà ngày hôm nay, chiều nay hoặc sáng mai họ mà đưa về, cho mà con 5 giờ chiều ngày mai, mà con nhà mình họ chưa gây ra một cái hậu quả gì, thì tốt nhất thì mình hoan hỉ bỏ qua. Bởi vì là họ biết sai mà họ sửa thì thôi, thì mình cũng bỏ qua cho người ta nhá. Còn nếu mà họ cố tình thì mình không tha nhá. Mình phải răn đe để tránh trường hợp những người khác nhá. Khi mà quá 2 ngày mà không đưa về, anh em tìm được, tóm được là gia đình nhà mình phải bàn giao ngay lập tức cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết nhá. Qua cái sự việc của cô thì cô có điều gì cô muốn chia sẻ tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ? Có con em tình trạng giống nhà mình không? Tôi yêu cầu cộng đồng mạng, anh chị em, có con gái như con tôi, cứ nên dạy dỗ, tại vì tôi không có biết cái vụ điện thoại là mà quét mã này kia, rồi chơi trên mạng xã hội này kia, tôi không biết, cho nên là con tôi giờ nó đi sai đường. Các chị em nào của con nó biết gì đó thì tôi gắn mình coi con mình đó, kiểm tra mình với con tốt hơn, đừng như con tôi. Thật sự rất buồn, rất đau khổ. Từ đầu năm tới giờ các bậc làm cha làm mẹ rất khổ. Bữa nay 4 ngày tôi ăn có một chén cơm cũng vì con không, mà xỉu lên xỉu xuống, đi bể đi tìm con mà té bể đầu gối giờ đi không được luôn. Cô thấy cái hành trình mà nuôi con khổ không cô? Từ lúc mang bầu 9 tháng 10 ngày sinh con ra, từ lúc còn đỏ hỏn, trong khi đó nuôi con, chỉ cần con ốm con đau con ho một cái thôi là cha mẹ đau lòng cỡ nào rồi. Mà bây giờ nuôi lớn bằng này này,
lại tiếp tục làm cha mẹ rơi nước mắt. Thật sự cô thấy khổ không cô? Rất khổ đúng không ạ? Mà con cái có hiểu được đâu. Có con đi về nhà khổ lắm, đi mặn đi về đi hen là dòm. Nói trước con gái, đi dòm coi con mình có nhà không, sợ phập phồng đủ thứ hết trơn. Sau đó thì khi con lớn thì con lại gả vợ lấy chồng, lại con lại có cuộc sống riêng. Rồi con lại lo cuộc sống riêng của con cái. Rồi cha mẹ thì lại thật sự rất buồn ha. Nhiều cái trường hợp cha mẹ nuôi con khôn lớn thành tài, cuối cùng đuổi con cái ra được, con cái đuổi cha mẹ ra đường, không báo hiếu được mà lại bất hiếu với cha mẹ. Rất nhiều cái trường hợp như vậy. Nên mà rất mong rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ, khi có con em đặc biệt là độ tuổi rất nhỏ, hãy dạy cho các con đâu là đúng đâu là sai, và tất cả các mối quan hệ của con phải kèm cặp cận kẽ để tránh trường hợp các con bị những đối tượng xấu lừa đảo cũng như là dụ dỗ đi. Đó là cái thông điệp mà truyền tải tới tất cả các bậc phụ huynh, hãy quan tâm các con nhiều hơn nữa và truyền tải những cái việc vụ việc trên mạng xã hội là việc nhẹ lương cao, tránh trường hợp các con em mình sập bẫy của những đối tượng xấu. Dạ rồi, cái sự việc của cô thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đã ghi nhận và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí gia đình nhà mình. Thì hôm nay cô cùng với lại hai người con về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Cô có đồng ý cho tất cả các anh em chia sẻ thông tin câu chuyện nhà mình lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Cô đồng ý không ạ? Dạ đồng ý. Em trai đồng ý không? Hoàn toàn đồng ý. Em gái. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp cũng như đưa bé gái sớm quay trở về một cách an toàn nhất với gia đình. Thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt gia đình không biết nói gì hơn thì gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các cô chú anh chị trong cũng như ngoài nước đã luôn quan tâm, yêu thương, chung tay góp sức cùng với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đời giúp người, đặc biệt là giúp chương trình tìm kiếm người thân ngày một thành công tốt đẹp hơn. Em xin chân thành cảm ơn và luôn luôn ghi nhận những công ơn của tất cả cô chú anh chị rất là nhiều. Em xin phép xin chào cô chú anh chị và hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Thôi cô cố gắng cô nha. Con chúc cô cũng như các con của cô là về Kiên Giang thượng lộ bình an. Và cái điều đặc biệt là nay mai thì con gái của cô sẽ sớm quay trở về. Bây giờ thì cô cứ bắt xe cô về quê đi. Chứ bây giờ cô ở trên đây cũng cô không chẳng làm được gì đâu. Và đặc biệt rằng cô cứ về cô nghe thông tin gì thì cô báo cho anh em được rồi. Còn cô đi tìm bên ngoài thì biết bé ở đâu mà cô tìm. Cô đi ngoài đường bé ở trong nhà sao cô tìm được đây. Còn các em trai cũng như em gái về mình cứ ổn định công việc, mình đi làm kiếm tiền để mình lo gia đình đi nhá. Còn ở đây anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải cũng như là bà con cô bác sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ gia đình nhà mình nhá. Cô cố gắng nha. Xin phép chào cô. Rồi chào hai em.